chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 25 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thông cáo báo chí phiên họp thứ 9 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Nhãn Việt Gáp sẵn sàng phục vụ thị trường Nhật Bản. Xã Bái Sậy, huyện Ân Thi tiếp tục vận động nhân dân tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Mở đầu là thông cáo báo chí phiên họp thứ 9 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên ban hành thông cáo báo chí phiên họp thứ 9 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Tại phiên họp, Ban thảo luận Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thống nhất một số nội dung sau. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Ban chỉ đạo tỉnh tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, qua đó nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật một tổ chức đảng, đang thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với 13 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 211 đảng viên, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023 do vi phạm các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống và vi phạm pháp luật của nhà nước. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hoàn thành xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện trên địa bàn tỉnh. Xem xét xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trong các vụ án đã được Tòa án Nhân dân các cấp đưa ra xét xử, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo, đảm bảo đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự. Trước những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh vi phạm, tham nhũng tiêu cực trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương cơ sở, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã ban hành thông báo kết luận về thực trạng công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương cơ sở để chấn chỉnh, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã hoàn thành cuộc kiểm tra theo quyết định số 08 ngày 7 tháng 5 năm 2024 về công tác kê khai tài sản, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 11 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm, khuyết điểm và chấn chỉnh các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra trực tiếp thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, giải quyết các vụ việc được chỉ đạo tiến hành quyết liệt. Các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo đều có tính chất phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có vụ án là điển hình của tham nhũng vặt, gây bức xúc trong dư luận, được khởi tố, điều tra, xử lý bài bản, thận trọng, khách quan, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn và đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử sơ thẩm 3 vụ án trên 31 bị cáo, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 18 bị cáo bị xử lý về các tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ, đưa 2 vụ án ra khỏi diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo, tiếp tục chỉ đạo mở rộng điều tra đối với một số vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Đến nay, kết quả xử lý các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra oan sai, đồng thời đảm bảo tính nhân văn, giáo dục, răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tham nhũng tiêu cực và giữ vững ổn định chính trị xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội đồng tình. Công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực có nhiều đổi mới. Vai trò của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo chí, nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được phát huy.
các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực để bôi xấu, xuyên tạc các chủ trương đường lối của Đảng, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2024, có gần 600 bài viết về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đăng tải trên các báo, cổng thông tin, trang thông tin của các sở ngành địa phương đơn vị trong tỉnh. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã tiến hành họp định kỳ theo đúng quy chế làm việc và quy định của Trung ương, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình công tác năm 2024, chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã xây dựng và ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát của cá nhân thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo đúng chương trình công tác năm 2024, chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Trong những tháng cuối năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh quyết tâm thực hiện và kịp thời tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương đơn vị thực hiện tốt, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, chấn chỉnh đấu tranh với bệnh sợ trách nhiệm, tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm trong cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo nội dung công văn số 2596 ngày 9 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Phổ biến, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là quy định số 144 QĐ-TU ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, quy định số 114 QĐ-TU ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định số 131 QĐ-TU ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán, quy định số 132 QĐ-TU ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện các quy định này của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2024, chủ động dự báo nắm bắt tình hình phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương, tích cực thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời hiệu quả, dứt điểm, đúng pháp luật, đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của cán bộ đảng viên và nhân dân ngay từ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân cung cấp thông tin phản ánh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực qua các kênh, nhất là qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh để tiếp nhận xử lý kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp, phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội trong các vụ án, vụ việc, kiên quyết thu hồi triệt để tài sản tham nhũng. Xử lý nghiêm minh đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, rà soát các vụ án, vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm, đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan địa phương đơn vị thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, nhất là luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, phát huy dân chủ, minh bạch, thanh toán qua tài khoản ngân hàng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo. Thưa quý vị và các bạn,
kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đang bước vào tuần làm việc cuối cùng với nhiều nội dung quan trọng. Trong sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật công chứng sửa đổi. Dự phiên họp về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa Quốc hội, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật công chứng lần này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo định hướng xã hội hóa, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, quan tâm tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị giữ nguyên tiêu chuẩn có thời gian công tác pháp luật từ đủ 5 năm trở lên tại các cơ quan tổ chức chứ không phải đủ 3 năm như dự thảo luật quy định. Tôi đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành về thời gian công tác pháp luật là từ đủ 5 năm trở lên, vì công chứng không phải là hoạt động kinh doanh đơn thuần mà là một nghề bổ trợ tư pháp, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch trong xã hội, phòng ngừa tranh chấp, khiếu kiện, hỗ trợ hoạt động xét xử, qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, công chứng viên làm nghề công chứng ngoài việc phải có bằng cử nhân luật trở lên thì cần phải có đủ kinh nghiệm thực tiễn, có thời gian công tác pháp luật đủ để bảo đảm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật sau khi được bổ nhiệm công chứng viên của Đảng. Đại biểu Thắng cũng đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm phiếu lý lịch tư pháp số 02 vào hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, nghiên cứu để có quy định cụ thể rõ ràng hơn về tiêu chí thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau 5 năm triển khai nghị định, lực lượng vũ trang tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng các công trình phòng thủ tỉnh huyện, xây dựng lực lượng thường trực dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt và vượt so với chỉ tiêu dân số. Hàng năm đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ, bàn giao trên 11.000 thanh niên nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Lực lượng công an phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức tốt các lớp quân sự cho các đối tượng và các lớp học kỳ quân đội cho học sinh, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc từ cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao việc triển khai Nghị định 21 của Chính phủ, của các cấp các ngành, qua đó góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực luôn có diễn biến phức tạp khó lường, xung đột vũ trang nổ ra ngày càng nhiều, tính chất ngày càng nguy hiểm, rất dễ tác động đến tình hình trong nước. Vì thế, cần nâng cao nhận thức trách nhiệm các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, mà cốt lõi là thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thực hiện luật căn cước số 26/2023/QH15 và chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an về việc triển khai cấp thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trên toàn quốc, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh, trụ sở công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 và bắt đầu thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thời điểm này, các diện tích nhãn được cấp mã vùng để xuất khẩu đang được các thành viên trong Hợp tác xã Nhãn Lồng, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên chăm sóc kỹ lưỡng để chờ ngày xuất khẩu vào cuối tuần tháng 7. Xác định Mỹ và Nhật Bản, đây là bản hàng rất quan trọng, nên ông Dương Ngọc Vân cũng như các thành viên trong Hợp tác xã Nhãn Lồng tham gia vùng nhãn xuất khẩu
đều tích cực thực hiện các quy trình sản xuất theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Trong đó, quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ dịch hại trên cây nhãn, được theo dõi và phòng trừ kịp thời, đúng kỹ thuật, đảm bảo để quả nhãn phát triển tốt, chất lượng cao, sai quả đồng đều. Năm nay với diện tích một mẫu Việt Gáp, gia đình ông ước thu khoảng 5 tấn quả. Tôi là một hộ dân sản xuất nhãn xuất khẩu ấy, thì làm thực hiện theo đúng cái quy trình của nhãn Việt Gáp. Nhãn Việt Gáp sản xuất kỳ công hơn nhãn sản xuất thông thường. Chúng ta không sử dụng cái phân hóa học và cũng không sử dụng các cái thuốc hóa học, mà chủ yếu là chúng ta phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc sinh học thôi. Từ khi chăm bón cho đến khi thu hoạch là chúng ta phải có sổ nhật ký, chúng ta ghi và theo dõi. Hợp tác xã Nhãn Lồng, xã Quảng Châu có trên 60 thành viên với diện tích 33 hectare nhãn Việt Gáp, tập trung thôn 4 và thôn 5, thôn 6. Giống nhãn chủ yếu được trồng là nhãn Hương Chi. Năm nay, hợp tác xã có 2 vùng nhãn xuất khẩu đi Mỹ và Nhật Bản với tổng sản lượng xuất khẩu là trên 100 tấn. Để siết chặt hơn nữa quy trình sản xuất nhãn đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, hợp tác xã đang tích cực bám sát các nhà vườn để hướng dẫn khuyến cáo người dân trồng nhãn các biện pháp kỹ thuật quy định để đạt được mục tiêu đề ra, chinh phục được thị trường quốc tế. Chúng tôi đã được cấp cái mã số vùng trồng xuất sang Nhật Bản, là một cái khách hàng rất là khó tính. Chúng tôi sẽ đôn đốc các cái thành viên trong hợp tác xã là tuân thủ theo những cái quy trình sản xuất, từ cái khâu chăm bón, là phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, làm sao mà mẫu mã là phải đẹp và chất lượng sản phẩm là phải ngon, và đồng thời là đảm bảo các cái quy định như là cái tàn dư thuốc bảo vệ thực vật trong cái sản phẩm của mình. Đưa hàng nông sản của mình vào được thị trường Nhật Bản ấy, ngoài theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam ra còn phải theo cái tiêu chuẩn của thị trường nước bạn, còn yêu cầu cả về vấn đề về chiếu xạ, về côn trùng. Ví dụ như quả nhãn của mình thì cái vấn đề côn trùng là họ cũng sẽ phải xử lý, không được các cái vấn đề về lấm bệnh ở trên cái quả nhãn đó thì mới đạt tiêu chuẩn để đưa vào cái thị trường Nhật Bản. Hương vị nhãn Lồng truyền thống của mảnh đất Phú Hiến giờ đây vừa được các nhà vườn của thành phố Hưng Yên lưu giữ, vừa được phát triển phù hợp với xu thế của thị trường, trở thành đặc sản giá trị và đáng tự hào, mang ngọt thơm của đồng đất quê hương Hưng Yên đến với người tiêu dùng cả nước và bạn bè quốc tế. Ngay sau khi phát hiện các điểm vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đã tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ, giải tỏa 6 điểm vi phạm trên địa bàn. Các vi phạm chủ yếu là xây nhà cấp 4, đổ đất lấn chiếm ao đầm, đổ đất lên hành lang công trình thủy lợi và đều là các vi phạm mới. Một số hộ vi phạm xây nhà cấp 4 như hộ nhà bà Lưu Thị Tỉnh ở thôn Nhân Đồng, ông Nhữ Văn Sáu ở thôn Tiên Kiều. Trong đó, vi phạm xây nhà cấp 4 mới nhất trong tháng 6 có hộ ông Hoàng Văn Dầu ở thôn Bối Khê đã xây trên nền móng vi phạm cũ từ năm 2008 với chiều dài 11m, chiều rộng 4m và cao hơn 3m. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Bãi Sậy đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình. Ngay sau đó, các hộ đều đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Gia đình nhà tôi cũng vi phạm xây gian cửa gian nhà theo nghị quyết của xã thì gia đình cũng chấp thuận tháo dỡ và hứa sẽ không tái phạm nữa. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 22 giờ ngày 24 tháng 6. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi xả lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên có công văn chỉ đạo về đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cử và thành phố Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra rà soát, đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố nếu có. Tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền người dân có các hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, rà soát đảm bảo các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi, biết thông tin xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.